Tức là cơ quan chức năng có vào cuộc rồi. Nhưng mà tôi ví dụ cái vụ án mà ví dụ giờ là bé lúc đó mới mới 14 15 tuổi thì đúng ra là bé nó chưa có đủ tuổi. Chưa có đủ tuổi thì nó là cái đó là phải đi tù, nó luật phải đi tù chứ. Đúng rồi, theo luật là em bé bé dưới tuổi thành niên đó là cái người đó, người xâm phạm đó là phải đi tù. Nhưng mà tòa phán xét là cho hai bên thương lượng. Thứ nhất là đền tiền để lo cho bé, và thứ hai là chắc là có thể là án treo hay gì đó, nhưng mà cuối cùng là vẫn không có thực hiện. Không có trong thời gian mà lâu như thế này, tức là từ cái lúc mà vụ án xảy ra đến bây giờ. Dạ rồi, em chào anh chị nhé. Dạ. Em mấy hôm nay đang có cái câu chuyện cũng đang rầm rộ trên mạng xã hội á. Thì được biết thì gia đình anh chị là đang có cái hoàn cảnh của cái đứa con của chị á, là đang thì cái vào rơi vào cái hoàn cảnh thì nó cũng éo le. Thì ngày hôm nay thì tụi em cũng tìm về đến nhà của anh chị để mà hỏi thực hư câu chuyện này sẽ như thế nào, để mà đưa lên cộng đồng mạng để mà lấy lại cái công bằng cho anh chị, cho gia đình cũng như là cho cháu bé bên đây này mọi người. Em chào anh là anh xin giới thiệu là anh tên gì anh nhỉ? Dạ em là Nguyễn Phúc Hậu, là ba của đứa bé. Anh là ba của bé này đúng không? Dạ. Bé này là bao nhiêu tuổi rồi? Con bao nhiêu tuổi rồi con? Dạ con 16 tuổi. Con 16 tuổi hả? Chị bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 88, em là mẹ của bé. Là mấy hôm nay là gia đình mình cũng đang sốt sắng về cái câu chuyện này luôn đúng không chị? Dạ đúng. Thì đó, bây giờ chị có thể trình bày cho tụi em cái hoàn cảnh của bé như thế nào để cho tụi em cho cộng đồng mạng cùng hiểu được không chị? Cháu quý mạnh thường quân rồi có gì biết rồi hỗ trợ gia đình mình. Thì trước tiên đó là cho em hỏi là hiện tại bé đang học lớp mấy vậy? Lúc em bé nó bị hại là nó học như là cuối năm học lớp 9. Cuối năm học lớp 9. Là lúc đó là mới khoảng 14 tuổi à. 14 tuổi. Dạ. 14 tuổi là lúc rồi, đó là đến lúc em phát hiện là tới đi lớp 10, học kỳ 1 của lớp 10 là em mới phát hiện, nói chung là mùng 6 Tết em mới phát hiện. Dạ. Lúc chị phát hiện là đã có mấy tháng rồi chị? 8 tháng mấy rồi. Trời ơi. Là cháu đã 8 tháng mấy rồi hả? Dạ. Bây giờ là trời nó thì không biết là chứ trong cái trường hợp của mình á, cho anh chị hồi bữa là tòa án người ta đã phân xử như sao, là hòa giải hay sao? Dạ là tòa án hắn là bắt ổng á là như là đền tiền á là 301 triệu đồng. Dạ. Là kêu ổng á là mau lấy tiền này á về lo cho đứa bé đi. Dạ. Đó mà là tòa xử tháng 6 mà tới tháng 7 tháng 8 luôn mà giờ không có 1.000 nào để lo cho bé. Dạ. Và lúc đó mới đẻ ra chỉ là bên là hai đứa con ổng á là nói là xin phụ trợ giúp là được có 23 triệu để cho bé nó xin đẻ thôi. Dạ. Đó. Mà em nghĩ 23 triệu mà xin đẻ còn không đủ đấy đâu mà mua sữa mà hả mình kéo dài tới nay mà tới 6-7 tháng nay lấy gì bán nó có sữa nó uống. Đúng rồi, đúng rồi. Tiền phí là nó hết rồi còn đâu nữa. Dạ bởi vì em muốn xuất là như vậy, với hai đó là lý do nào mà giúp ổng đó lúc mà mới phát hiện ra bé nó có bầu là phát hiện ra cái ông phương quan là nó cũng được có mấy bữa là thả ra tới bây giờ luôn là 6-7 tháng nay là ông ở nhà không. Là như vậy. Là bé là có bầu năm bao nhiêu tuổi hả anh chị? Mười lăm tuổi. Trời ơi, mọi người 15 tuổi là bé này đã có bầu rồi. Tức là khi mà ra tòa là tòa án xử là dạng như là hòa giải, là bên đó nó chịu trách nhiệm là bồi thường tiền để nuôi dưỡng, rồi 300 tòa xử số là 301 triệu. Nhưng mà khi mà về bà con về là cái người đó không có chịu trách nhiệm, không có chịu đưa tiền cho gia đình mình, không có chịu hỗ trợ tiền để cho gia đình mình đúng như lời tòa tuyên. Tức là họ chỉ đồng ý là hòa giải để họ gật đầu cái số tiền đó để cho tòa thả về thôi. Và khi thả được về rồi thì không có hỗ trợ cho gia đình bé. Thứ hai nữa là tòa có nhấn mạnh là với tôi là sư là nó về mà lấy tiền đó mà lo cho bé đi nha. Ông có một tin tòa ông nói là gặp đầu ông nói là tôi về tôi tiếp nhận tôi lo cho đứa bé này. Đó. Là như vậy. Rồi về là thứ nhất là không cung cấp tiền để theo như là cái phán quyết của tòa. Cái thứ hai á là cũng không có nhìn mặt con luôn, không có lo, không có gặp hay là gì hết, đúng không anh chị? Cái tiền mà chu cấp cho bé này sao? Cho cháu nhỏ này sao?
số tiền gấp bé nhỏ này là tòa thử là như là tiền sửa là hàng tháng là 4 triệu với tiền xâm phạm gì đó là cộng lại là 301 triệu. Rồi xong rồi thì ông hứa ông về ông lo lo mà ông không thực hiện. Thứ hai nữa ông lãnh bản án mà đi tù mà ông không chịu đi tù luôn, không biết lý do tại sao là phát mắc tại như vậy. Tức là cơ quan chức năng có vào cuộc rồi. Nhưng mà tôi ví dụ cái vụ án mà ví dụ giờ là bé lúc đó mới 14, 15 tuổi thì đúng ra là bé nó chưa có đủ tuổi. Chưa có đủ tuổi thì nó là cái đó là phải đi tù, nó luật phải đi tù chứ. Đúng rồi, theo luật là em bé bé dưới tuổi thành niên đó là cái người đó, người xâm phạm đó là phải đi tù. Nhưng mà tòa phán xét là cho hai bên thương lượng. Thứ nhất là đền tiền để lo cho bé, và thứ hai là chắc là có thể là án treo hay gì đó, nhưng mà cuối cùng là vẫn không có thực hiện. Không có trong thời gian mà lâu như thế này, tức là từ cái lúc mà vụ án xảy ra đến bây giờ là lâu chưa anh? Thì lúc mà xử cách này là khoảng 7 tháng, là lúc ông bắt là ngày 1 tây, ngày 1 tây tháng 2. Bọn mình đến đây là Tết vô á, là bắt ổng, mới bắt ổng có mấy bữa thôi, bắt khoảng mười mấy bữa gì đâu, tôi không biết lý do nào. Đó là ổng được thả ra rồi, ổng ở nhà luôn tới hôm nay luôn. Sao anh không bảo lúc mà bé nó đang mang thai là mình bảo luôn chứ? Lúc mà mang thai là báo rồi, báo công an bắt rồi. Báo là bắt cái lúc đó luôn chứ? Dạ, báo. Xong rồi thả về? Dạ, không biết lý do nào mà phải về. Rồi. À, có nghĩa là chị bảo công an phường đúng không? Xã với phường đó. Chị cái này anh chị phải là làm việc với cơ quan chức năng thì nó người ta mới lóng lên đường phố luôn mà. Nó có cuộc được. Bắt lên đường phố luôn. Rồi cho em hỏi là từ khi mà bé sanh em bé vậy rồi chuyện học hành của em bé là sao chị? Bé này nè. À, cái việc bé này là con là lúc đó là con bị như vậy là lúc đó là con đang học lớp mấy? Lớp 10 à? Không, học lớp 10 thôi. Lớp 10 là lúc đó mình bị mang thai đúng không? À, 8 tháng gia đình mới phát hiện. Đúng rồi, trong trường hợp mà những em bé mà kiểu như là vậy thì ý là mới vậy thì có con thì rất là khó phát hiện. Thường là phải gần khi phát hiện là gần sanh rồi mới phát hiện. Thường là 7-8 tháng, sau 7 tháng mới phát hiện. Không, mình sợ cái là sợ con bé nó sợ, lúc đó nó sợ nó không có báo chứ. Đúng rồi. Nó bị cho nó có địa vậy, nó sợ nó không báo. Đúng rồi, nó ra ngoài vườn công an nó cũng khai là nó sợ vậy đó. Rồi nó không có dám báo cho ba mẹ biết. Rồi, nó sợ ba mẹ lớn người ta chửi rồi bạn bè rồi người ta. Rồi gia đình ổng là ở vùng này là chắc cũng có quyền có thế, chắc gia đình cũng giàu có đúng không? Gốc mạnh không? Đó, nên là rất là thương tâm luôn bà con cô bác. Tại vì trường hợp này là cái gia đình đó thứ nhất là có quyền có thế, cái thứ hai là đã sử dụng những cái hành vi vi phạm pháp luật, là nói chung là xâm phạm tới em bé này để có bầu, giờ sinh được em bé 8 tháng rồi. Cái thứ ba là đã chịu đồng ý bồi thường trước tòa nhưng mà ra lại không thực hiện. Đó nên là ý có thể là ý quyền ý thế hoặc là như thế nào đó thì mới có hành vi như vậy. Chứ người bình thường là khi tòa phán xét rồi là phải chấp nhận, phải thực thi. Chứ do chắc là do gia đình thế này thế nọ nên là mới không có thực thi. Mà kia em hỏi cái ông này á, cái ông này là cái ông hàng xóm hay là sao chị? Dạ, ông hàng xóm. Ông hàng xóm này, ông làm chuyện bài bạc với bé gái 14 tuổi này. Thì cái ông này là ông lớn tuổi chứ hả chị? Ông trên 60. Trên 60 hả? Ông có vợ, ông có vợ con gì không chị? Dạ, có vợ. Rồi trên 60, trên 60 là giờ phải bằng tuổi. Như là ông nội luôn đó, ông nội ngoại luôn rồi. Đó, mà dù dỗ ông bé này là ý là ông nó dụ dỗ con bé này hay là sao hả chị? Con bị dụ dỗ hay là con không biết đúng không? Dạ. Ý là lúc đó 14 tuổi đúng không? 14 tuổi thì chắc còn nhỏ, cái nó cũng biết đó chị. Nói thiệt mình đôi khi mình trách thì mình trách, nhưng mà bây giờ nó lúc nó nhỏ quá, nó không biết, nó không biết đâu. Ngày nó còn khờ. Đó nó thì lúc kia là người ta ai cho ít tiền, ai cho ít kèo là lúc đó là kêu làm gì nó làm mà. Ông có để... ông có bắt buộc con không, hay là ông có cho tiền con, hay là ông như thế nào với con? Ông cho con tiền. Cho ông tiền hả? Ông cho ông tiền hả? Dạ. Cho ông tiền. Rồi ông đòi, ông cho ông tiền xong rồi cho tiền đi tiền tiêu á, xong mấy đứa nhỏ cứ thấy cho tiền rồi cứ thích cho làm gì làm thôi. Thế như vậy là ông đó làm con có nhiều lần không? Dạ bốn lần. Bốn lần. Trời ơi. Một ông cụ sáu mấy tuổi mà xâm phạm bé 14, 15 tuổi này. 4 5 lần rồi. Đó. Bây giờ đến nỗi là sinh con luôn, đẻ con luôn, nhưng mà bây giờ bên đó là cái ông đó là bây giờ ông không có đồng ý là nhận cái bé này là chẳng lẽ ông không có đồng ý nhận con luôn hả chị?
Dạ, nói chung là hồi đó giờ bé này sinh ra toàn là hai đứa con của ông chọn tiền bạc chứ ông không hề nói năng tiếng nào. Coi bên đó hai con cái của ông có nói năng gì không? Ý là hai đứa con ông á nói ông á là ổng biết tại sao ổng nói là hai đứa con ổng nói là ổng giờ ổng bị bệnh nền là bệnh huyết áp bệnh tim mà ổng biết là ổng bị huyết áp bệnh tim vậy mà hai đứa bé nó như vậy á mà nói nôn nổi mà để mấy ông bầu mà đẻ ra vậy mà nói là ổng huyết áp bệnh tim rồi xong nó kêu xin giảm án đó. Em mới nói là giảm án hay không thì do công an nó tự nó giảm chứ mình đây mà nó có biết gì đâu mà mình để mình giảm đó. Thứ hai nữa là ổng về ổng có trách nhiệm mà ổng còn về ổng tập thể dục nữa. Ờ, ông đi đá banh rồi ông nhà ông nhậu nữa mà em không có lấy điện thoại em lấy ra bữa đó em đi mà không có lấy điện thoại em quay lấy mà cái bằng chứng đó vậy là em bức xúc là như vậy bình nền bị khai báo là bị bệnh nền huyết áp nhưng mà đi chạy tập thể dục với ăn uống với nhậu nhẹt chơi người tâm linh tỏa vậy trời trời sao mà khai báo được cho nó mấy đứa con của cái ông này là lớn chứ hả anh chị lớn hơn tụi em tới 10 tuổi ý bệnh tim mà về tập thể dục mà ăn nhậu mà nó bệnh tim gì mà hại con em vậy hại con em mà đấy mà sanh ra đứa bé mà không biết trách nhiệm mà nó bệnh tim đó như mấy anh gần cảnh với em mấy anh có chịu nổi với em không xúc gặp đó. Bức xúc lắm chứ mà cái này bức xúc lắm anh chị không thấy nó thấy nhà tụi em nghèo ra thấy vợ chồng tụi em hiền quá đi tới đâu rồi cứ lơ bốc bơ vậy đó cho nên hả nó cứ trèo đầu cởi cổ vậy đó. Mình làm được gì nên nó nghĩ mình giờ không có làm lợi nó đó chứ nên nó có tiền nó chạy vậy mà vô mà mở miệng nào mà nói xin ba thôi giờ chị á phụ xin đẻ là được 23 triệu nói giờ xin cho ba chị giảm án giảm gì mà giảm tôi bị bệnh tim mà huyết áp gì đâu mà hại con ta vậy nói mà giảm án rồi về á tập thể dục rồi còn nhậu nhẹt nữa. Trời ơi. Lúc lên tòa xong vậy hả, ông thấy gia đình tụi em làm như là bị tụi ông thắng vậy đó rồi hả, ăn nhậu hả, tổ chức ăn nhậu ca hát sùm luôn. Trời. Ca ăn nhậu hả, ca hát tới nửa đêm luôn. Có vậy luôn hả? Dạ. Trời sao ở đây ai cũng biết mà, ở đây hàng xóm ta đều thấy hết mà. Ông ung dung như vậy luôn. Dạ. Ổng kiểu như nhà ổng cổng đằng trước thì ổng không có nhậu mà ổng nhậu cổng đằng sau á, ổng nhậu với như con cháu ông hay là mấy người hàng xóm gì đó, ông nhậu ông hát ông ca hát tới nửa đêm luôn á, làm như là ăn mừng thắng với tụi em vậy đó, như là ý là nói tụi em bị lừa đồ này kia đồ ngu hơn ổng vậy đó, anh ổng ăn nhậu ổng chọc tức tụi em vậy. Giờ Dũng nó cày chức cày quyền nó kìa. Dạ. Chờ là em bé là nghỉ học luôn hả chị? Dạ nó nghỉ học luôn. Lúc đó là tại giờ em cũng đâu có khả năng cho nó học đâu. Giờ có nhiều em đầu tư cho con này hết rồi, em đâu có khả năng cho nó đi học. Mà bây giờ có con thì nó cũng thể đi học được. Với lại nó cũng muốn đi học lắm nhưng mà em theo như em suy nghĩ thì em không dám cho nó đi học. Tại vì em sợ bạn bè nó nói ra nó vô này kia mặc cảm. Đúng rồi, nó mặc cảm đó, cái nó làm chuyện dài dột nữa. Giờ cho em hỏi anh chị là hiện tại anh chị đang làm nghề gì thì không biết là cái đồng lương của mình nó có đủ thu nhập để lo cho gia đình không? Em thì em đi làm hồ. Thì làm từng thì làm được 3 bữa hoặc là 2 bữa gì đó. Cái thì đó, anh cũng bằng cảm mà. Dạ. Làm hồ anh cũng biết nói vậy chứ rồi nói là đều là không có điều cung cấp. Còn hồi đó thì em làm công nhân, em làm công ty á. Dạ. Làm công ty rồi cái lúc mà con bé này em phát hiện ra là còn 1 tháng nó sanh á là em đi làm em cứ ngày nào em vô công ty em cũng khóc hết trơn á. Cứ em khóc em suy nghĩ em sợ con em nữa nó sanh là đẻ rồi khó khăn này kia nọ em cũng khóc. Rồi mấy chị thấy em khóc thì mấy chị khuyên nói là thôi mày nghỉ đi ở nhà mày lo cho con mày đi rồi mốt con cháu mày nó cứng cáp mày đi làm lại. Bây giờ em ở nhà em cũng nhờ chồng em nó đi làm một tuần làm 2-3 bữa gì đó cũng có đồng ra đồng vô. Giờ em lo cho con này nè chứ giờ em cũng bị thất nghiệp luôn rồi em chờ nó cứng cáp em đi làm. Mà lúc bé mang thai mấy tháng thì gia đình mình phát hiện hả chị? 8 tháng mấy mới phát hiện tối. Đúng rồi. Tại vì nó không có nó yêu ôm yếu gì nó đâu không thấy bụng không thấy gì hết. Đúng rồi. Em nói đó trong trường hợp mà em bé chưa em bé chưa phát triển con nó người chưa phát triển đủ. Lúc đó là sinh cái bé này là đẻ ra là bé này có nhỏ nó có nhỏ mấy bao nhiêu ký? Bé này nó sinh ra được 3 ký á, nó giặt sinh như người bình thường mình nó 3 ký là còn lớn nó chị. Nó may là khỏe mạnh á. Nó sinh còn hay hơn em hồi đó nữa đó. Rồi nó sinh được ra luôn hả? Hay là mổ mình mổ hay là sinh thường? Bây giờ em bé này nhìn chắc cũng 3 mấy ký chứ làm gì hơn? Nó chưa tới 40 nữa. Nhỏ xíu.
chung là nó có bầu nó mới lên ký nào chứ. Nó không có kiểu như là nó không có phải như ăn như mình à. Mình có bầu mình ăn liền liền, còn nó nhiều khi nó không ăn luôn á. Đó. Nói chung là rất phẫn nộ luôn đó bà con. Nhiều khi nó giấu á, nó sợ, nó giấu, nó không có hẹn đến cái gì đó. Muốn ăn nó không thèm nói nữa. Đó. Mong rằng nếu như cơ quan pháp luật điều tra nếu có xem được video này á, thì cũng mong là đưa ra được cái cảnh của anh chị này ra ánh sáng để mà lấy lại công bằng cho dạ. anh chị cũng như là cháu bé 14, 15 tuổi này nha mọi người. Dạ. Hiện tại bây giờ cháu đẻ xong rồi là bắt đầu là mới khoảng chắc tầm 15 tuổi mấy, 16 tuổi đó đúng không? Giờ là đúng 16 tuổi. Bé sinh năm nhiêu á chị? 2007. Trời ơi, sinh năm 2007 đó quý vị. Thứ em mong được bà con cô bác coi được clip này thì chia sẻ giùm tụi em. Chia sẻ mạnh dạ. tay. Để cho thứ nhất là cơ quan vào cuộc. Là thứ nhất là để cái ông lão đó chịu trách nhiệm. Thứ nhất là bồi thường, đúng rồi, hoặc là nếu mà phải cam kết căng thì nếu như là cái này là phụ thuộc vào anh chị nữa đó. Nếu anh chị muốn là kiểu là nếu mà tại vì bị cái lỗi đó, cái tội đó là phải đi tù đó anh chị, tội đó phải đi tù nhiều năm lắm đó, không phải anh đó. Nói cái vấn đề mà đi tù hay không thì để cơ quan pháp luật xử lý, nhưng mà đầu tiên á là phải cam kết thực hiện được những cái lời hứa là chu cấp tiền cho em bé, đó là cái thứ nhất. Cam kết đã bồi thường cho gia đình và chi phí nuôi em bé là 300 mấy chục triệu thì phải thực hiện 301 triệu là thứ nhất là phải thực hiện. Tại vì thà như gia đình nghèo khổ thì không nói, nhưng gia đình ở đây rất có điều kiện nhưng mà cố ý không có chu cấp đó, chỉ có đồng ý ở trên tòa là chu cấp để được thả ra. Khi thả ra rồi thì không có làm đúng lời hứa để chu cấp cho gia đình là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, mong là cái bản án lương tâm á, là của ông cụ đó phải lên tiếng. Tại vì á, nói cho dù là xâm phạm hay thế này thế nọ cũng là ông dụ dỗ em bé này. Và thứ nhất, thứ hai á, là con là cũng là máu mủ của ông. Rồi, người mà sinh ra con cái thì phải thương đó, máu mủ của mình là phải thương, không có gọi là lo cho đủ thì cũng phải có tình yêu thương chút xíu. Dạ. chứ không thể nào mà bỏ mặc như vậy được. Ở đây là không hỏi han quan tâm luôn, không hỏi han quan tâm đó. Có mấy đứa con qua tới đây tội ông là không bị ông qua đó. Trời ơi. Có mấy đứa con là đưa cho 23 triệu để phụ sinh đẻ đó. Đó. Lúc đầu là như vậy thôi. Rất là tội luôn. Này là ông, không có 1 ngàn nào nữa. Ông lên tòa, ông giao bộ, ông khai là ông nói là ông không dám qua lại gia đình em, ông sợ gia đình em này nọ. Chứ ông, chứ thật sự ông nói cái miệng không à. Tụi em đang quay thì em bé đi pha sữa cho cháu. Dạ. Nhưng mà trước đây lúc mà bé nó chưa có thai này nè chị, thì ông có hay qua đi chơi Dũng nhà hàng xấu bình thường không hả chị? Dạ không. Không ý là trước kia là chưa có vụ con bé này xảy ra này. Không, ông không có chơi thì có lúc thì có đạt lần nào em nghe mợ em kể là ông xách thằng câu cá ông câu ở đây ông câu nè, rồi mợ em kể là đi ra câu thì tao nghe thấy ông đi ra câu chứ tao đâu nghĩ là ông vô hại con mày đâu. À lúc đó là anh nghĩ là chắc anh chị đi làm rồi đúng không? Đúng rồi, em đi làm tối ngày em đâu có nhà. À con muốn bé này nó ở nhà nó dựng nhà rồi ông bảo ông dù chăm em, ông bảo ông dù thôi đúng không? Đó, rất là thương tâm luôn mọi người. Thì gia đình của anh chị ba mẹ của em bé này thì cũng không có khá giả gì cả. Rồi, anh á đó. Cái được căn nhà này là căn nhà của ai hả anh chị? Của em. Đó. Em cách này 16 năm rồi đó. Đó, cái nhà rất là nhỏ luôn mà ở đây là thành phố Biên Hòa, nhưng mà tụi em đi vô đây thì cái đường vẫn còn đường đất đó mọi người. Rất là hoang sơ. Rất là còn ở phía trước còn có sình lầy nữa. Anh á hiện tại làm thợ hồ thì nói chung là mùa này thứ nhất là mùa mưa, công trình lúc có lúc không. Cái thứ hai là gần đây suy thoái kinh tế thì công trình xây dựng nó cũng ít. Chị á thì chị đi làm công ty công nhân thì gần đây chị cũng phải nghỉ để lo cho cháu. Mà đó em bé thì giờ 16 tuổi, sinh năm 2007 thì cũng phải nghỉ học rồi. Vì thứ nhất là ngại ngùng với bạn bè, cái thứ hai là còn phải chăm em bé nữa. Trong khi đó thì gia đình nghi phạm thì khơi khơi, không có lo gì hết và còn ăn nhậu hát karaoke. Theo lời như của ba em bé nói lại thì ổng còn đi tập thể dục, đi chơi đá banh. Nhưng mà khi khai lên tòa là khai đủ thứ bệnh để được giảm án. Quá bức xúc. Trong khi đó là về là đóng cửa trước mà anh chơi cửa sau, hát karaoke sùm hết, bà con lối xóm đều biết. Nên là mong cơ quan chức năng vào cuộc, rồi mọi người share clip này giùm tụi em. Rồi quý mạnh thường quân đó, hiện tại đó, anh đọc giùm em số điện thoại của anh được không? Dạ, số điện thoại của em là 085 085 22 22 77 77 737 737. Anh tên là
em tên là Nguyễn Phúc Hậu, là ba anh Hậu là ba của nạn nhân. Thì gia đình mình ở địa chỉ số nhiêu, anh đọc giùm em địa chỉ. A4-17D. Đồng Nai. A4-17D phường Tân Vạn, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì một lát nữa xuống clip á, thì tụi em sẽ ghim số điện thoại với lại địa chỉ của anh ở trên cái clip của tụi em. Thì bà con cô bác nào mà lòng hảo tâm á, đó, thì cứ liên hệ lạc trực tiếp với anh Hậu, rồi xuống tận nơi, rồi chứng kiến, rồi có gì giúp đỡ cho trường hợp của gia đình này. Tụi em thấy gia đình rất khó khăn, rất khổ luôn đó, nên là mong bà con cô bác mỗi người một tay một chân giúp đỡ đó, để chia sẻ clip này bằng tay, đúng không? Để đưa ra cái sự thật này ra ánh sáng để cho mọi người cùng biết. Dạ, ai giúp được về vật chất thì giúp về vật chất, ai giúp được về tinh thần giúp về tinh thần, ai mà có hiểu biết xã hội này nọ thì mong là share clip hoặc là liên hệ với những chị, cái cơ quan chức năng để đưa cái trường hợp này ra ánh sáng để giải quyết giúp anh chị. Chứ anh chị ở đây trước anh chị cũng chia sẻ, hồi nãy anh chị chia sẻ là anh chị cũng không có biết nhiều về cái pháp luật đó. Nên là khi mà người ta đưa cái đơn giấy ký cái gì là đúng anh rồi. Chị cứ ký thôi, dạ, không biết gì hết, cho nên là cũng rất là khó, cho nên bị người ta thường người ta gài để đúng mà, rồi người gài để ký cái đơn kêu ký thì cứ ký chứ chẳng biết gì hết. Nhiều khi là ở đây em nói không phải gì nữa, nhiều khi là gia đình bên kia có điều kiện là bắt đầu có thể là lo lót rồi dùng quen biết của mình để giả mán cho ông lão thì mới vậy, chứ còn gia đình bên này thì kiểu như là tranh chấp nên là không có biết rành về pháp luật đó, nên là bị lừa. Đúng đó, không bị lừa, người ta cứ ký thôi mọi người. Đó, mọi người thấy trường hợp của trường hợp của em bé gái này thì mọi người thấy không, chỉ chu cấp có 23 triệu tiền sinh nở thôi. Trong khi đó nghĩ phẫn nộ nhất là cái trường hợp mà đồng ý chu cấp đền bù 301 triệu nhưng mà về không có chu cấp một đồng nào cho gia đình cả. Mọi người thấy không? Rất là phẫn nộ. Chỉ là nó nói suông đó mọi người, nó suông chứ không có thực hiện như cái lời hứa. Thì bây giờ như là anh chị chia sẻ là bây giờ là cháu cũng đã lỡ sinh con ra rồi đó, cho nên là bây giờ là mong muốn có cái khoản tiền bồi thường đó, thứ nhất là để nuôi cháu còn nhỏ sau kia mọi người, thứ nhất là nuôi cháu còn nhỏ sau kia, chứ bây giờ cũng đang khó khăn. Bây giờ cả có đứa con anh có, dạ, có thằng nhóc 7 tuổi à, có nhóc 7 tuổi mà bây giờ bé này là sinh con ra rồi nhưng mà bé cũng chưa đủ tuổi đi làm nữa. Bé này là mới cũng 16 tuổi chứ mấy cũng đã đủ tuổi đi làm, cũng chưa có thể là kiếm được tiền mà nuôi cho con cái được. Bây giờ là phụ thuộc vào cha mẹ thôi, chứ bé chút xíu này thì làm ăn gì, bé nó có ba mấy ký ăn học còn chưa xong chứ đừng nói đi làm. Đúng rồi. Thì hoàn cảnh càng khó khăn này càng khó khăn hơn mọi người ạ. Thật sự em bé này mà bây giờ muốn đi lao động chân tay, muốn đi làm công nhân thì cũng không được, tại vì mới 16 tuổi, 18 tuổi người ta mới nhận. Lại nó ốm yếu quá. Đúng rồi, sức khỏe không đủ. Đi làm công nhân là em biết đó mọi người, thứ nhất là phải đủ tuổi, thứ hai là phải đủ chiều cao cân nặng, người ta khám sức khỏe ok người ta mới cho đi làm. Chứ em bé này giờ 30 mấy ký làm sao mà đi làm công nhân được. Đó. Là do công ty phải ít nhất 45 ký. Đó. Nên là hoàn cảnh rất là khó luôn. Hiện tại thì công việc của anh cũng không ổn định, chị thì đang nghỉ việc để lo cho cháu. Rồi còn một em bé 7 tuổi đi học nữa. Đó. Em bé 7 tuổi đi học mà giờ đâu có khả năng cho nó đi học đâu. Là mấy nay cho nó nghỉ luôn hả? Nghỉ luôn hả? Trời đất ơi. Tiền bạc em lo cho cháu em á, em bé mới sanh được 7 tháng á, giờ có tiền nhưng mà phải lo mua sữa cho mua tã đồ cho nó. Dạ. Chưa kể là tiền chích ngừa hàng tháng 1 triệu đến 2 triệu. Trời ơi, mới đúng sinh rồi. Là con cháu nó hay bị chính xác. Em có con nhỏ em biết, con em chích ở VNVC á rồi tiền chích ngừa rất là nhiều luôn, rất là cao luôn đó. 2-3 triệu một mỗi không. Đúng rồi. Và chưa kể là nên nhiều đêm nó ngủ nó còn thức giấc, em phải là người chăm nó nữa. Em chứ... nói người lớn mình thì có thể nhìn được quý cô bạn cô bác anh chị, người lớn mình thì có thể nhìn anh nhìn mặt anh dè sẻn một xíu, chứ bé em bé tiền chích ngừa thì làm sao mà dừng đây, làm sao mà hoãn được. Giờ vợ chồng em hả có ăn phải nhịn ăn cho ba đứa con với cháu em ăn, chứ giờ em cũng không dám ăn nữa đó. Trời ơi, trời hoàn cảnh như bây giờ là khó khăn càng khó khăn. Giờ em còn phải nhịn ăn sáng để dành cho con cháu em ăn chứ em cũng đâu dám ăn đâu. Qua lời kể của em bé thì tâm lý rất là hoảng loạn. Thì bây giờ là không biết là tâm lý của em đã ổn định chưa? Gia đình có con bây giờ tâm lý con đã ổn định chưa? Con còn sợ nữa không? Hết rồi đúng không? Đỡ rồi đúng không? Đỡ rồi, chắc cả năm qua rồi đúng không? Giờ gia đình chắc là động viên cũng nhiều. Hồi trước em cũng khóc, thời gian em cũng phát hiện con em có bầu gì em cũng khóc lóc, đêm nào em cũng khóc, em cứ suy nghĩ là em sợ như là rồi sau này nó sanh nó đẻ rồi này kia cái nọ, em cũng sợ lắm, đêm nào em cũng khóc hết trơn. Đến lúc nó đi sanh em hai mẹ con em ôm nhau khóc ở trong phòng sanh luôn. Trời ơi.
nó hỏi là ồ mẹ ơi, nhưng mà gần sắp tới ngày sanh nó hỏi mẹ ơi sanh có đau không này kia cái nọ đâu con sợ này kia cái nọ đâu, đến lúc đi vô phòng sanh hai mẹ con ôm nhau khóc chứ. Bác sĩ nói là em còn nhỏ quá, giờ mình phải dụ nó để cho nó hợp tác với bác sĩ rằng nó đẻ chứ giờ nó đâu biết như người lớn mình đâu, người lớn mình đau người rặn đầu này kia cái nọ nó đâu biết rặn là gì đâu, bởi vì mà hai mẹ con ôm nhau khóc. Cũng hên là trời hương nó xanh lẹ chứ không phải như mấy người kia câu ngày này qua ngày nọ câu mấy tiếng đồng hồ, còn nó vô là có 3-4 tiếng đồng hồ là nó xanh. Đó, như vậy là cái hoàn cảnh của anh chị là nãy giờ là và tụi em đã ghi lại hết rồi. Được, ghi lại để mà đăng tải lên mạng xã hội. Anh muốn nói gì ạ? Thì trước sau giờ em cũng nói với mấy anh và em cũng cảm ơn mấy anh cộng đồng mạng và cảm ơn Mạnh Hùng Quân đã giúp đỡ chứ cô chú gần xa ở trong nước và ngoài nước rất là nhiều. Gia đình em là cảm ơn trước. Rất là tội luôn đó quý bà con cô bác. Chồng em mong cộng đồng mạng trợ giúp dù biết luật sư tòa án biết nói chung là biết trời lực giúp đỡ cho vợ chồng tụi em đặng đưa ông ra ánh sáng chứ để ông nhẫn nhơ ngoài đời và lỡ ông hại mấy đứa khác nữa thì đúng tội rồi, nghiệp rồi. Mình cùng bức xúc chứ đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng ấm ức lắm. Chẳng thà ví dụ người ta bị như vậy rồi á, người ta biết như vậy là người ta ăn năn hối cải người ta còn quay lại. Trời em bé chơi sữa rồi. Ăn nhậu đồ phảnh phơi đi chơi rồi chạy vòng vậy em nhìn em cũng bực mình bội lắm. Tức chứ. Dạ. Thấy tụi em vợ chồng em đi ra đường hả, cứ như là không có chuyện gì xảy ra hết trơn, không quan tâm gì tới. Nhưng coi khi thấy em chở con ổng đi ra đường ổng cũng không hề nói năng tiếng nào. Dạ. Em mong muốn là chính quyền nhúng tay vô để làm này, làm cho nó sáng tỏ để công bằng cho hai mẹ con thôi chứ em không có muốn gì hơn. Dạ. Dạ ok. Anh cứ yên tâm, nói chung là tụi em thì về tìm hiểu cái câu chuyện của anh cùng anh chị cũng như là câu chuyện của gia đình của em bé. Cháu bé 16 tuổi. 16 tuổi mà bị xâm hại lúc 14 tuổi đến sanh em con. Bé. Mà đây là một cái ông chủ hàng xóm tới 60 mấy tuổi. Bây giờ không có cái hành động ăn năn hối cải mà còn những cái lời hứa mà khi ra tòa chu cấp tiền để mà nuôi cháu cũng như là hỗ trợ cho cháu để cho cháu sinh nở cũng như là nuôi cho con đứa cháu nhỏ nó lớn lên sau nó phải lớn lên rồi chứ bây giờ còn nghe tuổi này cũng đâu có làm được gì, con phải đợi cả chục năm nữa. Em thắc mắc đó, tại sao mà công an và lúc mà biết bé nó mà mới bị mang thai ăn cưa thì công an vô bắt ông được có một mấy ngày mà không biết lý do nào mà hả ông về tới nay luôn mà ông về ông nhẫn nhơ ông không có mà ông còn về tập thể dục nữa rồi em muốn chút tiền rồi mong cộng đồng mạng đồ giúp đỡ cho em, mong chính quyền vào cuộc hoặc là những ai mà có cái rành về luật pháp cũng như là pháp lý thì vào cuộc cũng như là chia sẻ câu chuyện của anh chị, chia sẻ câu chuyện của cháu bé 14 tuổi bị ông chú 60 mấy tuổi xâm hại là đáng phải bằng tuổi ông nội ông ngoại mọi người. Số điện thoại của anh với lại địa chỉ nhà của anh thì em để ở dưới phần mô tả, mọi người ai mà có lòng giúp đỡ thì cứ liên lạc trực tiếp với anh. Nhà anh ở Tân Vạn thì đó, Tân Vạn Đồng Nai, em để trực tiếp đó, mong quý bà con cô bác thì mỗi người cúi lòng nhiều giúp đỡ cho gia đình anh chị để vượt qua cái khúc khó khăn này, thì để thời gian xíu giúp kiểu để thời gian nữa em bé nó lớn chút xíu rồi anh chị đi làm ổn định lại trong cái thời gian khó khăn này, thật sự thời gian này rất khó khăn luôn quý bà con cô bác. Nuôi cả cháu mà còn nuôi cả con nữa mà con toàn là nhỏ hết nha, không có ai lớn hết nha mọi người. Giai đoạn này gia đình rất là khó khăn luôn Bên đây. Em cảm ơn nha. Thì vậy tụi em xin xuống clip ở đây nha. Em chào bà con cô bác. Mong bà con cô bác giúp đỡ cho hoàn cảnh này ạ. Hiện giờ ổng đang ở nhà nhớ nhơ nhà. Dạ. Không công an không.